Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vasuke. Và như các bạn đã đọc tiêu đề, hôm nay mình sẽ đánh giá lại con Sony Xperia XZ2, một trong những điện thoại huyền thoại đến từ nhà Sony. Liệu nó còn xứng đáng để cho chúng ta sử dụng trong năm 2022 hay không? Và cũng như có một vài điểm mà chúng ta cần nhìn nhận lại cái chiếc điện thoại này thì cùng mình bắt đầu video. Cũng như là các bạn nhớ đón xem vào clip lần sau. Sau khi mà mình đã mổ bụng chiếc máy này, mình sẽ thanh lý cho anh em với một cái mức giá cực kỳ sốc nhá. Cùng bắt đầu thôi. Thực sự là cái chiếc máy này được ra mắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, tức là đã ra mắt cách đây khoảng tầm hơn 6 năm rồi nha các bạn. Một trong những chiếc máy mà phải gọi là huyền thoại khi mà hiện tại chúng ta chỉ được nâng cấp lên phiên bản Android 10 thôi. Ngày xưa ấy, thì nó là phiên bản Android 8, hiện tại thì lên được Android 10 là đã tốt lắm rồi. Android 10 thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn trải nghiệm những cái tính năng trong CS Play, thậm chí là mình còn tải Genshin Impact về đây nữa cơ. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta chơi game trên con này, phải nhìn nhận lại là nó hơi bị giật lắc, và cũng như là lâu lâu nó bị crack app nữa cơ. Nói chung thì với những cái phiên bản Android cũ như Android 10 vẫn có đem lại một cái độ ổn định nhất định, nhưng khi chúng ta nhìn qua những cái app mà nó có hỗ trợ thì nó dường như là không hỗ trợ tốt nữa. Và nhìn nhận lại về phần thiết kế nào, thực sự là XZ2 chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn thiết kế so với XZ1, khi mà con XZ1 ngày xưa ấy, là cái phần mặt lưng của nó phẳng cơ, và nhiều anh em vẫn thích cái kiểu mặt lưng phẳng như vậy. Tuy nhiên thì sang cái XZ2, Sony không biết nghe từ đâu những cái thông tin mà họ lại làm cái phần mặt lưng hơi cong cong như này. Khi mà cầm trên tay thì cực kỳ ôm, nhưng khi mà chúng ta nhìn lại mà để lên mặt bàn ấy thì thực sự là con này nó cứ quay liên tục thôi cơ, nhìn rất là buồn cười. Và cũng như là cái phần mặt lưng này thì nhiều người nhìn vào đây là có tưởng là bị phồng pin nữa cơ các bạn. Thực sự đây là một cái thiết kế hơi lỗi đến từ nhà Sony, thậm chí là cái phần mà thiết kế lỗi nó còn được thể hiện ở cái phần camera như này nữa cơ. Khi mà các bạn nhìn vào phần camera, các bạn sẽ thấy được rằng là cái phần đặt vị trí của nó ấy, nó gần giống như cái vị trí đặt cảm biến vân tay mà hiện tại chúng ta thường hay đặt. Không biết là các anh người Nhật, các anh thiết kế như nào. Tuy nhiên thì mình khi sử dụng ấy, thường là mình sẽ đặt nhầm lên cái phần mà máy ảnh như này cơ. Còn thường ấy, khi chúng ta sử dụng thì chẳng ai mà lại vuốt cái phần ngón tay của chúng ta xuống một chút như này để có thể cảm biến vân tay ở phần giữa mặt lưng như này cả. Thì khi các bạn mở cảm biến vân tay lên thì thường là chúng ta sẽ đặt ngay vào cái phần ống kính camera như này, làm mình khi mà lau đi lau lại cái phần ống kính này cực kỳ bất tiện luôn. Mình phải mất một thời gian khá là dài để có thể trải nghiệm cũng như là làm quen được cái phần cảm biến vân tay như này. Và đây chính là một trong những cái thiết kế mà mình nghĩ là Sony họ đã thất bại ngay từ chính cái chiếc XZ2 này rồi. Sau này thì chúng ta có những cái chiếc như XZ3 cũng mang theo cái hơi hướng thiết kế như này. Và người dùng thì anh em biết rồi, cần một cái thiết kế mạnh mẽ thì cái con này nó lại theo hơi hướng. Đằng trước thì đẹp nhưng mà cái phần mặt sau thì thực sự là nó mềm mại quá. Mà anh em chúng ta lại cần một cái thiết bị mà nó phải nhìn trông nó nam tính một chút, vuông vức một chút, thì con này thực sự là không đáp ứng được nhu cầu của các anh em. Nhiều anh em nói rằng là màn hình của Sony thì thường là ngày xưa ấy, chúng ta sẽ được đẩy lên màn hình là 2K hoặc thậm chí là 4K. Nhưng riêng con này thì lại bị hạ xuống một chút là Full HD Plus. Và cũng như là công nghệ màn hình hiện tại chỉ là IPS LCD thôi, chứ không phải là màn hình AMOLED. Ở đây cũng chính là một trong những điểm mà có lẽ Sony bị thất bại là cái phần màn hình như này. Khi mà các hãng đầu đều chuyển qua hết là màn hình AMOLED rồi, nhưng riêng Sony họ lại cứ tin tưởng rằng là họ đang làm một cái màn hình IPS đẹp, nó sắc nét, nên họ vẫn giữ lại cái phần màn hình như này. Cái phần màn hình này đã bị cũ rồi nên khi mà chúng ta nhìn vào nó sẽ hơi bị xỉn màu một chút. Với cái phần màu hồng ấy, nó sẽ bị hơi ám ám hồng một chút. Tuy nhiên thì đối với cái phần mà trải nghiệm và sử dụng của mình khi mà xem phim, xem YouTube ấy, thì thực sự con này vẫn đáp ứng rất là tốt nhu cầu của các anh em. Thì anh em mua cũ ấy, anh em sẽ đỡ bị lo ngại hơn là cái phần mà ám ảnh, ám hình ảnh lên cái phần thanh thông báo này, cái thanh mà vuốt chạm như này này, nó đỡ bị ám hơn. Và cái phần màn hình này thì khi mà xem phim trong bóng tối ấy, thì thực sự mắt anh em sẽ hơi bị mỏ một chút nhá. Vì cái phần mà ánh sáng của nó hắt lên ấy, thậm chí khi những cái nền đen ấy thì nó sẽ chuyển sang là nền xám, nên mà khi nhìn vào thì thực sự là không thích mắt cho lắm. Và mình có xem qua về cái phần thông số kính của con này đang là kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Thực sự là trong năm 2018 mà chúng ta có những cái kính cường lực thế hệ mới như này thì đảm bảo rằng khi mà nhìn qua những cái con tầm trung khác, thực sự là với cái mức giá nhá, mình công bố luôn, đó chính là khoảng hơn 2 triệu mình mua con này. Con này thực sự là một trong những cái con mà có kính cường lực cực kỳ ngon đó. Công nhận là Sony họ cũng có lắng nghe về cái phần mà trải nghiệm sử dụng khi mà qua rất là nhiều năm rồi, thậm chí ở đây có thể là qua vài đời chủ rồi. Tuy nhiên thì phần màn hình của mình nhá, nó chỉ bị xước một chút ở góc này thôi, còn toàn thể màn hình là vẫn rất là đẹp nhá.
Rồi, và hiện tại thì đến với cái phần cấu hình đi. Mình đang cầm trên tay đây là cấu hình Qualcomm Snapdragon 845, một trong những con chip mà thực sự ngày xưa nhá, là một con chip rất là mát và cũng như là khi mà chơi game thì cực kỳ tốt. Nhưng mà hiện tại thì nếu các bạn chơi game như Liên Quân hoặc là PUBG Mobile thì vẫn hoàn toàn ok nhá, bình thường. Và khi mà chúng ta chơi ấy, thì nhớ là phải chỉnh cấu hình của PUBG xuống một chút. Còn đối với Genshin Impact thì thực sự là mình khuyên các bạn là nên, nhưng mà chúng ta suy nghĩ một chút về cái việc mà chơi Genshin Impact chỉ con này nhá. Thực sự thì chip Snapdragon 845 nó cũng đã rất là yếu và rất là đuối rồi. Với việc mà Genshin Impact họ cũng đã có cấu hình tối thiểu cho chúng ta là Snapdragon 855 đổ lên, chứ không phải là những cái con chip như này. Và mình cũng đã coi thử rồi, con này sẽ không thể nào mà lắp quạt tản nhiệt được. Các bạn lưu ý cho mình điều này. Khi mà chơi game ấy, thì thực sự là cái phần quạt tản nhiệt ấy, nó sẽ chiếm hết cái phần camera như này. Và khi mà cái phần che camera như này thì chúng ta sẽ bị cái phần đó chính là bị đọng xương của camera. Đây chính là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý cho mình. Đọng xương như này thì thực sự là nó sẽ khiến cho cái phần camera này có bị ảnh hưởng đấy nhá. Không biết là nó có bị ảnh hưởng quá nhiều hay không. Mình cũng đã sử dụng một lần rồi và bị đọng cam một lần rồi. Nó sẽ nếu mà nước mà nó chảy vào cái phần camera thì thực sự nó sẽ bị hư đó. Rồi và nói thêm thì hiện tại cái mức RAM của con này đang là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Nếu anh em nào mà cần một cái chiếc máy làm phụ ấy với dung lượng là 64GB thì chúng ta vẫn có thể đủ để cài một số tựa game này, cũng như là lưu trữ một số hình ảnh và quay phim của chúng mình nữa. Nhưng mà thực sự với 64GB ở thời điểm hiện tại thì cũng đã hơi đuối rồi. Tiếp theo đó chính là cái phần loa. Hiện tại thì với Sony, loa ngoài cũng chính là một cái điểm mạnh của họ từ trước đến nay rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ loa ngoài với loa kép rồi nha các bạn, và không phải là loa đơn như những cái con mà giá rẻ hiện tại đâu. Với tầm giá 2 triệu mà các bạn lựa chọn sang những chiếc máy khác thì thực sự là chỉ có loa đơn thôi, và cũng như là chất âm của nó nghe cũng không ra gì cho lắm. Con này thì sẽ có chất âm cực kỳ tốt, và khi mà các bạn xem, nhất là xem YouTube ấy, thì chúng ta sẽ có một cái rất là hay. Khi mà chúng ta mở loa lên, chúng ta sẽ có một cái phần rung theo nhạc nha các bạn. Rung theo nhạc, đây chính là một cái tính năng mà thực sự khá là hay ho. Nhưng khi mà chúng ta trải nghiệm và sử dụng ấy thì lâu lâu chúng ta mới cần trải nghiệm thôi. Mình sẽ để ở đây một cái đoạn nhạc cũng như là thu âm lại cho anh em, để anh em có thể thấy được rằng là cái phần rung và cái phần âm thanh của nó sẽ hòa quyện vào nhau. Lâu lâu thì nó cũng khá là hay đó. Khi mà chúng ta qua iPhone thì có những cái thiết bị như AirPods chẳng hạn, thì thực sự là nó lại đáp ứng nhu cầu của chúng ta khi mà đeo tiện lợi này và không cần chất âm quá hay. Nhưng đối với Sony thì thực sự chất âm cực kỳ hay, và nó bỏ qua cái rắc cắm tai nghe rồi, chúng ta chỉ có thể nghe qua cái cổng tai C này thôi. Nên thực sự là có chuyển qua cổng tai C thì có những cái chất âm này, những cái chức năng này, có cái rắc đáp nữa, thì thực sự là con này vẫn có một cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt. Nhưng khi mà nhìn qua với cái độ tiện lợi ấy, thì Sony lại không bằng so với những đối thủ và cạnh tranh hiện tại. Rồi, và tiếp theo đó chính là một số những cái tính năng mình sẽ nói sơ qua nhá. Đó chính là về phần Wi-Fi, hiện tại con này vẫn đang hỗ trợ Wi-Fi AC, tức là Wi-Fi 6. Khi mà các bạn cần nâng cấp những cái bộ router ở nhà của chúng ta chẳng hạn, thì Wi-Fi 6 sẽ là một cái điểm mà chúng ta sẽ nhất quyết là phải có trên những cái chiếc máy như này. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua về phần camera đi. Camera trên chiếc XZ2 thì mình sẽ để một vài hình ảnh ở đây để anh em có thể theo dõi. Về cái phần mà nền trời, màu trời thì thực sự là Sony nó làm rất là tốt. Nhưng khi mà chúng ta chuyển qua một số chế độ khác, ví dụ như chụp trong nhà hoặc là chụp selfie ấy, thì con này thực sự là không đem lại cho mình một cái cảm giác ok cho lắm. Nó sẽ hơi bệt bệt màu một chút, và cái phần màu sắc khi mà chụp ban đêm ấy thì nó cũng sẽ bị hòa vào nhau, chứ không được rõ ràng tách bạch như một vài cái con máy hiện tại gần đây. Thực sự thì năm 2018 chúng ta có một cái camera này là quá ngon rồi. Và khi mà chuyển qua về cái chế độ mà chụp ngoài trời thì cái phần nền trời này, những cái phần mà màu sắc lá cây, cái phần màu sắc ở bên tường, tường nhà, và thậm chí là khi mà mình zoom lại tối đa được 8x nhá, thì những cái phần chữ trên cái phần mà bồn nước ấy thì nó vẫn sẽ thể hiện được màu sắc rất là rõ ràng. Nhưng chúng ta đã biết rồi, những cái cam ví dụ như là góc siêu rộng này hoặc là góc tele này hiện tại đang là một trong những xu hướng của tương lai, xu hướng hiện tại luôn đó, thì hiện tại con này lại không trang bị những cái camera như vậy. Nhưng đối với mình, camera chính như này là quá tốt rồi trong cái tầm giá của nó. Cuối cùng là về phần pin, pin con này đang là 3180mAh và có sạc nhanh là 18W, hỗ trợ là công nghệ Quick Charge 3.0, nên các bạn có thể yên tâm và trải nghiệm sử dụng. Các bạn có thể mua những cái cục sạc đến từ nhà Samsung hoặc cả thậm chí là những cái cục sạc của iPhone chẳng hạn. Khi mà mua về thì các bạn lưu ý cho mình là nên đổi sang cái kiểu là cổng sạc từ C to C thì con này vẫn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta nhé. Còn nếu mà trải nghiệm và sử dụng khi mà chúng ta đi xa ấy, thì các bạn cần mang cho mình thêm một củ sạc dự phòng nữa. Pin con này hơi đuối một chút đấy nhá, tại vì cái phần màn hình này, phần loa này thực sự là rất là hay, nên nó sẽ tiêu tốn pin của chúng ta khá khá đó.
Rồi, và anh em thấy sao về cái chiếc máy Sony XZ2 này thì đừng quên comment cũng như đánh giá của anh em ở phần phía dưới nhé. Mình đánh giá đây chính là một cái chiếc máy phụ trong tầm giá khoảng 2 triệu thôi, thực sự là đem lại cho anh em một cái cảm giác trải nghiệm sử dụng rất là tuyệt vời. Và khi mà mình khui máy con này, mình sẽ bán lại cho anh em với một nửa giá thôi. Mình xin nhấn mạnh lại là một nửa giá thôi nhưng anh em, với khoảng 1 triệu mà mua con này thực sự là quá hời đi. Mình cũng quá chấm qua điểm AnTuTu cho anh em xem rồi. Với cái số điểm là hơn 300.000 điểm AnTuTu như này, cụ thể là 366.000 điểm, thì thực sự đây chính là một trong những chiếc máy có thể đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta trong thời buổi hiện tại. Khi mà cần một chiếc máy có thể cắm sim, có thể nghe gọi, thậm chí là làm máy chính cho anh em được luôn, thì mình mức giá 1 triệu mà mình bán cho anh em, thì anh em có mong chờ hay không? Đừng quên comment ở phía dưới nhá. Rồi, và nếu anh em thấy clip hay, đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare. Bấm sau thì mình sẽ làm clip mổ bộ này để xem bên trong cái chiếc máy của chúng ta sẽ như thế nào, cũng như là hỏi các anh kỹ thuật viên để xem là việc sửa chữa cái con Sony như này liệu nó có dễ dàng hay không nhá. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video sau.